Oh, xin chào các bác nhé. Tiếp tục clip thì em thanh lý cho bác một em máy để bát San Nhơ này. Con này mã hiệu của nó đây, DVKS X3000 nhá. Đấy, hình thức của nó này, cái con này thì nó bị gãy cái tay quay các bác này. Tay quay này bị gãy nhá. Nhưng mà vẫn mở ok. Thì cho các bác xem hình thức bên ngoài đây. Đây thì nó cái lốt bông dính thì các bác về qua VC vệ sinh lại giúp em một tí là sạch. Đấy. Đằng sau khá là ok nhá. Đấy. Bao test ok, bao chạy ok. Đây, thành cách đây. Đấy, con này thanh lý thì giá rất là hợp lý thôi. Đây mở bình thường các bác nhé, đây nó bị gãy cái này rồi nhưng mà vẫn mở bình thường các bác này. Đấy, con này khoang nội thất của nó là khá là đẹp các bác nhỉ. Đây này, kiềng phun lốc nhá, tắt chắn này. Đấy, các tay quay xúc tua nó đây còn khá là ok nhá. Đấy, xanh còn xanh nguyên là lồng lốc của nó còn khá là đẹp. Đây dưới là như vậy nhá, hai tay quay này. Đấy, khá là đẹp này, con đun cái đun nước của nó này khá là sạch sẽ nhá. Đấy. Đây. Gioăng đẹp quá nhá. À cái thay đệm của gioăng đây. Gioăng này thì nó hơi bị mốc tí các bác nhá. Này, mốc này. Mốc nhưng vẫn mềm, nó chỉ mốc thôi các bác ạ. Vẫn mềm. Ý là nó lâu thì sẽ không sử dụng ấy, thế nên là nó mốc. Đây. Đấy, thay gioăng trước nó vẫn khá lành nhá, không mối một gì cả, nó chỉ hơi mốc tí thôi. Đây bên đây cũng vậy. Đấy. Khá là mềm nhá. Đấy, bao test ok cho các bác luôn. Đây này, cái bản lề cửa nó khá là đẹp trắng nhá, trắng nõn nà luôn đấy. Đấy, thì con này em thanh lý với giá là 1,2 triệu các bác nhá, 1,2 triệu. Bác nào chốt hàng thì vui lòng liên hệ với em nhá, 0983 329 755 giúp em với. Con này thì nó vẫn rửa nước nóng bình thường nhá, nước nóng này 80 độ này. Đấy, xem là xếp được bao nhiêu cái bát. 1 này, 2 này, 3 này, 4, 5, 6 này, 6 chén to nhá, 6 chén nhỏ nhá. À, 6 chén rửa chén bát này, nhưng chỉ kể những hai nhỏ nhỏ này để gọi là rửa những chén những đồ để chấm đấy. Đây đưa đĩa này, 1 2 3 4 5 6 nhá, chỉ kể bên trên này nữa, bát úp bát ô tô hay là bát to ấy, thoải mái các bác nhá. Đấy tua này thì con em bán ra là 1,2 triệu, 1,2 triệu nhá. Các bác xem clip của em thì cho xin một like, một chia sẻ nhá. Bác nào mà chưa đăng ký kênh cho xin một đăng ký kênh các bác nhá. Giá em nó là 1,2 triệu. Em chào các bác nhé, hẹn các bác ở clip tiếp theo ạ.